cho Vũ rất nhiều giải thưởng. Bản đồng tên Chơi Thôi Trong Cơn Đau được remix lại lần đầu tiên hát tại Mỹ. Và fan của Vũ khi mà nhắc tới bài này hay có một cái tên đặc biệt dành cho nó, thay vì nói là Chơi Vơi Trong Cơn Đau sẽ nói là Chơi Vội Nên Hơi Đau. Xin mời quý vị cùng thử thách nha. Ở đâu mà làm bò giúp buổi tối tại nơi được không ạ? Giúp lại là xong đi kìa. Do you want me to go there? Bên trái, bên phải, đằng sau. Come on, baby. Do you like my shoes?
I finish half brother. Lát em trả tiền lại cho. Anh người Mỹ em không hiểu. Cho xin hứa nha.